đây nè. Xin chào, lâu lắm rồi không gặp. Giám đốc chắc bận lắm, thế mà vẫn bớt chút thời gian đến gặp tớ thế này. Với cậu thì tớ lúc nào cũng có thời gian. Ai chà, thế này phải thay cái mới rồi. Này cô, làm vỡ gương xe người ta rồi định bỏ chạy hả? Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Cô chở hàng cồng kềnh thế kia, lại còn định phóng nhanh, lạng lách, giờ lại bảo là không cố ý hả? Thôi thì xin cậu, tôi nhỡ rồi, cậu bỏ qua cho. Không, nhất định cô phải bồi thường cho cháu. Ôi, tôi xin cậu, tôi làm nghề thu mua phế liệu, tiền kiếm được ngày chỉ đủ hai bữa cơm. Tôi còn mẹ già, hai con ăn học ở dưới quê. Hay là thôi, để cô ấy đi đi cậu, bắt đền làm gì? Không được, đi là đi thế nào? Cô cứ chờ đấy. Alo, Gada ô tô Thắng Lợi xin nghe. Dạ, tôi đang có nhu cầu thay gương xe ô tô. Anh cho tôi hỏi thay một chiếc gương thông thường mất bao nhiêu ạ? Dạ, còn tùy vào loại xe anh à. Nhưng thông thường thì hết khoảng 4 đến 5 triệu một chiếc. Dạ cảm ơn anh, có gì tôi sẽ cho xe qua. Ôi cậu ơi, tôi lấy đâu ra ngần ấy tiền? Cậu làm ơn làm phúc bỏ qua cho tôi. Hay là cậu để tớ trả số tiền đó giúp cô ấy? Không được, cậu đừng chen vào chuyện của tớ. Thôi được rồi, thế này nhé, thấy cô khó khăn, cháu giảm tiền bồi thường xuống còn 2 triệu. Cô mau thanh toán đi. Dạ tôi không có mang tiền ở đây, cậu chờ tôi để tôi về phòng trọ lấy đã. Không được, lỡ cô đi mất thì sao? Cậu tin tôi đi. Thôi được rồi, cô về lấy đi. Cháu ngồi ở quán cà phê bên kia đường chờ cô. Cậu có nhất thiết phải gây khó dễ cho cô ấy như thế không? Chuyện thường tình mà, sai thì phải xin lỗi, gây thiệt hại thì phải đền bù là đúng rồi. Cậu còn thắc mắc làm gì? Nhưng hoàn cảnh của cô ấy vô cùng đáng thương. Cậu không nghe cô ấy nói còn mẹ già và hai con đang ăn học ở quê à? Tớ làm thế chỉ muốn cô ấy lần sau đi phải cẩn thận hơn mà thôi. Chở đồ cồng kềnh lại lấn chiếm đường như thế, rất dễ gây tai nạn. Hôm nay còn vỡ chiếc đèn xe, còn ngày mai gây chết người như chơi ấy chứ. Ừ thì, nhưng mà cậu còn lấy tiền của cô ấy làm gì? Nhắc nhở cô ấy là được rồi. Đồng tiền đi liền khúc ruột, để cô ấy mất tiền, xót của thì mới nhớ lâu được. Bà tớ chỉ nói vậy thôi. Cậu thấy đấy, tớ nói là bắt đền, nhưng không phải cố ý gây khó dễ. Tớ không hề giữ vật gì làm tin nhé. Cô ấy hoàn toàn có thể bỏ đi mà không quay lại để trả tiền. Ừ nhỉ, thế mà tớ không nhận ra, lại cứ trách cậu. Thôi uống cà phê đi, nguội hết cả rồi. Này cậu, nhìn xem ai kìa. Đây là 2 triệu tiền bồi thường, cậu cầm lấy đi. Mời cô ngồi xuống đây đã. Không có thiếu đồng nào đâu cậu ơi, tôi có một ít, với cả đi vay một ít là đủ 2 triệu. Coi như cháu nhận tiền đền bù rồi nhé, số tiền này cô cầm lại đi ạ. Cậu... Cháu chỉ muốn cô đi lại cẩn thận hơn thôi, chứ không có ý định đòi bồi thường. Lần sau cô nhớ đi lại cẩn thận nhé. Tôi thật không biết nói gì, cậu đúng là người tốt. Thôi, cũng trưa quá rồi, cô về đi. Dạ, chào hai cậu. Hôm nay tôi được học một bài học quý giá từ cậu đấy. Cậu quả là có tấm lòng nhân hậu, thật đáng ngưỡng mộ. Không, cô ấy mới cho tớ một bài học đáng quý về lòng tin. Cô ấy hoàn toàn có thể bỏ đi mà không trở lại, vậy mà cô ấy vẫn giữ trọn lời hứa. Bây giờ vẫn còn nhiều người tốt lắm cậu à. Đúng là cuộc sống còn rất nhiều người tốt. Chuyến xe định mệnh.
Ôi trời ơi, chóng mặt quá bác tài xế ơi. Dạ, mọi người chịu khó một chút ạ. Con đường này vừa dốc vừa quanh co lại lắm ổ gà. Chúng ta cứ qua được con đường này là sẽ lại đi êm thôi ạ. Ôi trời ơi, bao giờ mới qua được con đường này chứ. Tôi chóng mặt quá. Sắp qua rồi bác ạ, bác yên tâm đi. Qua được đoạn dốc và lắm ổ gà rồi đấy ạ. Tốt quá, lâu lắm tôi mới đi lại trên con đường này, kể từ thời trai trẻ. Vậy ạ, hôm nay là bác đi đâu đi ạ? Tôi đến lại chiến trường xưa thăm đồng đội. Bác thật là tình nghĩa, bố cháu trước cũng là bộ đội đấy bác ạ. Giờ già rồi, cụ cũng hay hoài niệm quá khứ, nhớ đồng đội, nhớ chiến trường xưa. Thỉnh thoảng cháu cũng hay đưa bố cháu đi. Người già chúng tôi hay hoài niệm quá khứ, mà có quá khứ thì mới có các anh, các chị ngày hôm nay chứ. Dạ, vâng ạ. Bắn hết cả vào tôi rồi, chị bé con cái kiểu gì thế? Dạ, anh thông cảm cho, tôi và cháu đều mệt quá. Mệt gì mà mệt, nhà chị trông con thế nào để còn nôn cả sang nhà người ta rồi đây này. Tôi xin lỗi anh, tôi và cháu mệt quá, chứ tôi cũng không muốn chuyện này xảy ra như vậy đâu ạ. Chị để bẩn hết cả người khác rồi, xin lỗi là xong hả? Này anh là đàn ông, sao lại quát phụ nữ và trẻ em thế? Lẽ ra anh phải giúp chị ấy mới phải phép chứ. Ông biết gì mà nói, quần áo tôi mặc đi công tác, lát nữa phải gặp đối tác. Giờ vì nhà chị này mà tôi phải bẩn hết rồi đây này. Tội nghiệp chị bế con lên đây, để tôi xuống dưới ngồi cho, đừng sốc quá ấy mà. Thôi cụ ạ, cụ cũng già rồi, cháu sợ sút quá, để chị và cháu ngồi phía dưới. Cô có thể nhường chỗ cho người phụ nữ có cháu nhỏ được không ạ? Sao tôi lại phải xuống chứ, tôi cũng mệt lắm chứ bộ, tôi không xuống đâu. Trên xe các thanh niên đều xuống dưới ngồi, nhường chỗ phía trên cho cụ già và cháu nhỏ. Cô xem ở đây, chỉ có mình cô là thanh niên ngồi ở phía trên thôi. Không, tôi đến sớm á thì tôi ngồi trước chứ, thế nếu không cứ cậy có con nhỏ là đến muộn à. Lúc mới lên xe cô cũng nói thế, tôi buộc phải để cô ngồi trên, nhưng cô không thấy à, cháu nhỏ rất mệt. Xuống đi cô gái, xuống đi. Thật cảm ơn anh nhiều. Thôi chị không phải cảm ơn tôi, chị cảm ơn cô gái đổi chỗ cho chị kìa. Cảm ơn cô. Cháu nhỏ đã đỡ chưa chị? Cháu cũng đã đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn anh. Bé nhà anh Dũng ở nhà chắc cũng bằng tuổi cháu nhỏ này đấy anh nhỉ? Đúng rồi em, bé nhà anh cũng tầm 3 tuổi mà cũng quấy lắm. Công việc của anh phải đi suốt thế này, chắc là nhớ con lắm nhỉ? Vâng, em nhớ con lắm, lần đầu về bé cũng đòi quà. Thôi chết. Có việc gì thế anh? Có chuyện gì thế? Không có gì ạ, có con chuột chạy qua đường thôi ạ. Ôi trời ơi, có thế mà chú làm chúng tôi tưởng có chuyện gì to tát lắm. Hình như xe mất phanh rồi, chú hãy tìm cách giữ bình tĩnh cho mọi người, đưa toàn bộ mọi người xuống cuối xe, đừng để tình trạng chen lấn xô đẩy. Trong xe nhiều cụ già và trẻ em lắm. Sao cơ? Nhanh lên, ngay lập tức. Mọi người dồn hết xuống cuối xe đi. Ôi sao cơ, sao lại xuống cuối xe? Ôi sao cơ, sao lại xuống cuối xe? Ở trên toàn cụ già với trẻ nhỏ, sao lại bắt mọi người xuống cuối xe chứ? Đấy, cứ đổi chỗ rồi cuối cùng cũng phải xuống cuối hết thôi. Sao tự dưng lại bắt mọi người xuống cuối chứ? Tại sao? Xuống cuối hết, mau lên, mau. Không có nhiều thời gian giải thích đâu. Chúng tôi sẽ không xuống nếu như các anh không giải thích rõ ràng. Mọi người phải hết sức giữ bình tĩnh. Xe của chúng ta đã mất phanh rồi, có thể xe của chúng ta sắp đâm vào vách núi đó. Sao cơ? Mẹ ơi, con sợ. Anh, làm sao bây giờ? Cậu cũng lùi xuống phía dưới ngay, nhanh. Không, em không bỏ anh được. Xuống cuối, mau. Anh ấy đã cứu tất cả chúng ta. Người lái xe ấy đã có thể bỏ mặc chúng ta mà nhảy ra ngoài thoát thân, nhưng mà anh ấy đã chấp nhận hy sinh để tất cả chúng ta được sống. Tôi sẽ không bao giờ quên tai nạn thảm khốc này. Trong lòng chúng tôi, anh Dũng mãi là người anh hùng. Trên xe điện. Thank you.
Cậu là sinh viên à? Cậu có vẻ rất thích đọc sách. Vâng, tôi là sinh viên. Tôi đọc mỗi ngày và mỗi lúc có thể. Thật đáng quý. Cậu thường đọc loại sách nào vậy? Tôi đang theo học về xã hội học nên thường đọc các cuốn sách về nghiên cứu con người. Ngoài ra tôi cũng rất thích văn học. Hay quá, tôi cũng có một thư viện tại nhà. Nếu không chê, cậu có thể đến đọc sách và chúng ta có thể trao đổi về văn chương. Nếu được như thế thì còn gì bằng. Ừ, thú thật là sinh viên nghèo như tôi chẳng có nhiều tiền để mua sách đâu ạ. Nghèo mà hiếu học như cậu là quý lắm đấy cháu trai ạ. Dạ, cháu cảm ơn bà. Lại tăng giá vé nữa rồi. Ờ, hai cậu ơi, trả tiền vé xe điện kìa, đừng để cho người ta chờ mãi thế. Ê, dạ vâng, tôi xin lỗi. Ôi trời ơi, bố người ta, ăn cắp kìa. Có chuyện gì thế, sao thế? Tôi đã thấy hắn thò tay vào túi áo của cậu này. Chờ xuống bến tiếp theo, chúng ta sẽ gọi cảnh sát đến xử lý tên kẻ cắp này. Đúng, ăn cắp thật xấu xa, để cho cảnh sát trị tội hắn đi. Tên ăn cắp xấu xa. Tôi cho tôi xem giấy tờ của anh. Akadi Gaida, hội viên hội nhà văn. Nhà văn Gaida hả? Vậy mà cũng là nhà văn sao? Thật đáng xấu hổ mà. Tên kẻ cắp, đừng tha cho hắn. Còn cậu là người bị mất tiền phải không? Cậu là ai? Tôi là sinh viên mới từ xa tới Moscow để học đại học. Được rồi, cậu thử kiểm tra lại xem lúc nãy đã mất bao nhiêu tiền và có bị mất giấy tờ gì không. Không biết hắn ta có kịp lấy chưa nữa. Lấy hay chưa, đã ăn cắp là phải bị trừng phạt. Thưa ông, đây không phải là tiền của tôi. Thế là thế nào? Vậy thì đó là tiền của ai vậy? Cậu có chắc đó không phải là tiền của cậu không? Chắc chắn, tôi có bao nhiêu tiền tôi phải biết chứ. Trả vé xe điện xong, tôi chỉ còn mỗi tờ tiền lẻ này thôi. Có phải ông đã bỏ đồng tiền này vào túi của tôi không? Có đúng ông đã bỏ tiền vào túi của anh chàng sinh viên kia không? Đúng. Nhưng tại sao ông lại làm thế? Bởi vì tôi muốn giúp đỡ một sinh viên nghèo hiếu học, thưa các vị. Thì ra, thưa nhà văn, ông là người tốt bụng nhất mà tôi từng gặp. Ông ấy tốt quá ha. Ông ấy là nhà văn Gaida đấy. Tuyệt vời thật. Xin lỗi nhà văn vì sự thô lỗ của tôi. Tại vì tôi già rồi nên mới... Thưa cụ, cụ chưa già đâu ạ. Vì mắt cụ còn tinh tường lắm. Cảm ơn ông, tôi số tiền này... Tôi mong cậu đừng từ chối nó. Hãy xem số tiền đó là một món quà cho sự chăm chỉ học tập của cậu. Hãy học tập thật tốt nhé, chàng trai trẻ. Đây là một trong những giai thoại nổi tiếng về lòng nhân ái và sự cao thượng của nhà văn Nga Akadi Gaida. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.